danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Xin chào các em, chúng ta lại gặp nhau trong lớp học toán lớp 10 tập 1 của sách Chân Trời Sáng Ngắt chương số 2 bất phương trình và kết bất phương trình đồng nhất hai lần. Trong hai video trước, thầy và các em đã cùng nhau đi trả lời các câu hỏi trong bài bất phương trình đồng nhất hai lần và hệ bất phương trình hợp nhất hai lần. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập lại hai mảng kiến thức lớn đấy thông qua bài tập cuối, đó chính là bài tập của chương 2. Chúng ta cùng nhau đi giải quyết tất cả các bài tập trong bài tập của chương 2 nhé. Chúng ta cùng đi vào bài tập số 1. Trang 39, toán lớp 10 tập 1 có đề bài như sau: biểu diễn miền nghiệm. Đề bài yêu cầu là biểu diễn miền nghiệm của một bất phương trình sau trên mặt phẳng bản đồ OXY. A nhỏ bất phương trình trừ 2x cộng y trừ 1 nhỏ bằng 0. B nhỏ trừ x cộng 2y lớn hơn 0. C nhỏ x trừ 5y nhỏ hơn 2. D nhỏ trừ 3x cộng y cộng 2 nhỏ hơn hoặc 0. E nhỏ bất phương trình 3 tất cả nhân với x trừ 1 cộng với 4 tất cả nhân với x trừ 2 nhỏ hơn 5x trừ 3. Như vậy chúng ta cùng nhau đi giải quyết các câu hỏi này nhé. Đầu tiên chúng ta cùng nhắc lại một chút về kiến thức để biểu diễn đúng biểu hiện của bất phương trình nhé. Giả sử thì thầy có cái bất phương trình ax cộng bi cộng c nhỏ hơn 0. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ trên mặt phẳng OXY, chúng ta sẽ biểu diễn đường thẳng delta, tức là đường thẳng ax cộng bi cộng c bằng 0. Bước số 2, chúng ta lấy một điểm có tọa độ kích 0, y 0 bất kỳ mà sao cho nó không thuộc vào đường thẳng delta. Sau đó chúng ta tính giá trị của ax0 cộng bi0 cộng c. Bước số 3, sau khi tính được giá trị tại điểm x0, y0, ta sẽ kết luận như sau. Đầu tiên, nếu a nhân x0 cộng bi0 cộng c này làm cho bất phương trình nhỏ hơn 0 theo đề bài, theo dữ kiện mà thì giả sử, thì miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng, nó chính là nửa mặt phẳng không kể bờ delta và chứa điểm x0 y0, chứa cái điểm x0 y0. Còn nếu mà ai không b y không cộng c lớn hơn không thì miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng không kể bờ delta, không chứa cái điểm y không y không. Đó. Vậy chúng ta đã cùng nhau nhắc lại cách biểu diễn miền nghiệm của một bất phương trình bậc nhất hai lần có dạng là ax cộng bi cộng c nhỏ hơn 0, tương tự đối với các bất phương trình nhỏ hơn hoặc bằng 0, lớn hơn 0, lớn hơn hoặc bằng 0. Chúng ta cũng làm tương tự qua ba bước này nhá. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng kiến thức này để đi trả lời cho câu a như sau. Đầu tiên, bất phương trình trừ 2x cộng y trừ 1 nhỏ hơn bằng 0. Đầu tiên ta sẽ vẽ đường thẳng A có phương trình là trừ 2x cộng y trừ 1 bằng 0. Đi qua hai điểm A có tọa độ là 0, 1 và B có tọa độ là trừ 1 phần 2, 0. Đây chính là tọa độ điểm A có tọa độ là 0, 1 này. B có tọa độ là trừ 1 phần 2, 0. Xét gốc tọa độ O có tọa độ là 0, 0. Ta thấy là điểm O này không thuộc vào đường thẳng delta và
Sau khi thay bảng độ của điểm ô, ta nhận được giá trị là A1. A1 nhỏ hơn bằng 0, suy ra là điểm 0,0 là nghiệm của bất phương chính chứ 2x cộng y trừ 1 nhỏ hơn bằng 0. Do đó, miền nghiệm của bất phương chính chứ 2x cộng y trừ 1 nhỏ hơn bằng 0 là nửa mặt phẳng kể cả bờ A có chứa góc tọa độ O, tức là cái miền không có gạch chéo trong hình bên, hay là cái miền màu trắng này. Các em cùng quan sát ở hình này giúp thầy nha. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang câu B. Xét bất phương trình trừ x cộng 2y lớn hơn 0. Đầu tiên ta cũng vẽ đường thẳng B có phương trình là trừ x cộng 2y bằng 0, đi qua hai điểm O có tọa độ 0,0 và điểm B có tọa độ là 2. Điểm B có tọa độ 2, 1. Đây chính là tọa độ của điểm B này. Các em quan sát vào hình cụ thể nhé. Và điểm O có tọa độ 0,0 này. Xét điểm C có tọa độ 0, 1. Ta thấy là điểm C này không thuộc vào đường thẳng B đúng không nào? Và sau khi thay tọa độ của điểm C, ta thấy ta nhận được giá trị là bằng 2, 2 lớn hơn 0. Suy ra là cái điểm 0,1 là nghiệm của bất phương trình trừ x cộng 2y lớn hơn 0. Do đó, biên nghiệm của bất phương trình trừ x cộng 2y lớn hơn 0 là nửa mặt phẳng không kể bờ, tức là không kể bờ B, là không kể đường thẳng B, có chứa điểm C có tọa độ 0,1, tức là miền không được gạch chéo trong hình bên, hay là cái miền màu trắng. Các em quan sát vào hình để giúp thầy. Chúng ta cùng chuyển sang câu C. Ta có chữ x trừ 5y nhỏ hơn 2 tương đương với x trừ 5y trừ 2 nhỏ hơn 0. Vẽ đường thẳng C có phương trình x trừ 5y trừ 2 bằng 0 đi qua hai điểm A có tọa độ là 0 trừ 2/5, B có tọa độ là 2,0. Xét góc tọa độ O có tọa độ 0,0, ta thấy là điểm O này không thuộc vào đường thẳng C. Và sau khi thay giá trị, thay tọa độ của điểm O vào bất phương trình, ta nhận được là bề trái của bất phương trình bằng âm 2. Âm 2 là một số nhỏ hơn 0. Suy ra là điểm 0,0 là nghiệm của bất phương trình x trừ 5y trừ 2 nhỏ hơn 0. Do đó, biên nghiệm của bất phương trình x trừ 5y trừ 2 nhỏ hơn 0 là nửa mặt phẳng không kể bờ C, tức là không kể đường thẳng B, à không kể đường thẳng C, có chứa góc tọa độ O là miền không phải chéo trong hình bên, hay là cái miền màu trắng đấy. Các em quan sát vào hình này nhá. Tiếp theo chuyển sang ý D. Bất phương trình trừ 3x cộng y cộng 2 nhỏ hơn bằng 0. Đầu tiên ta cũng vẽ đường thẳng D có phương trình là trừ 3x cộng y cộng 2 bằng 0. Đây các bạn quan sát hình này, đường màu đen chính là đường thẳng trừ 3x cộng y cộng 2. Đường màu đen này chính là đường thẳng trừ 3x này cộng y cộng 2 bằng 0. Đi qua hai điểm A có tọa độ là 0 trừ 2 và điểm B có tọa độ là 2/3. Xét góc tọa độ O có tọa độ 0,0, ta thấy là điểm O này không thuộc vào đường thẳng D đúng không nào? Và sau khi thay giá trị, thay tọa độ của điểm O thì ta nhận được giá trị là 2. 2 thì lớn hơn 0. Suy ra là điểm 0, 0, 0 là nghiệm bất phương trình trừ 3x cộng y cộng 2 nhỏ hơn bằng 0. Do đó, biên nghiệm bất phương trình trừ 3x cộng y cộng 2 nhỏ hơn bằng 0 là nửa mặt phẳng kể cả bờ D không chứa điểm O, không chứa điểm O là miền không phải chéo trong hình biên, tức là cái miền màu trắng này. Các bạn quan sát vào đây giúp thầy nhá. Chúng ta cùng chuyển sang ý E. Bất phương trình 3x 3 nhân x trừ 1 cộng 4 nhân y trừ 2 nhỏ hơn 5x trừ 3. Chúng ta sẽ chuyển bất phương trình này về dạng ax cộng bi
cộng C nhỏ bằng 0. Chúng ta sẽ chuyển như sau. Đầu tiên ta sẽ phá tung mặt ra, sau đó chúng ta thu gọn và cuối cùng thu được bất phương trình trừ 2x cộng 4y trừ 8 nhỏ bằng 0. Chia cả hai vế cho chia cả hai vế cho 2 thì đã thu được bất phương trình trừ x cộng 2y trừ 4 nhỏ bằng 0. Đầu tiếp theo ta vẽ đường thẳng E có phương trình trừ x cộng 2y trừ 4 bằng 0 đi qua hai điểm A có tọa độ 0 2, B có tọa độ trừ 4 0. Đấy, đường thẳng E là đường nét đất này, các bạn quan sát ở đây sẽ thấy nhá. Xét góc tọa độ O có tọa độ 0 0, ta thấy là điểm O này và được E. Sau khi thay giá trị xây tọa độ của điểm O vào bất phương trình đã thu được là trừ 4. Trừ 4 thì nhỏ 0. Suy ra là điểm 0, 0 là nghiệm của bất phương trình trừ x cộng 2y trừ 4 nhỏ 0. Do đó, biên nghiệm của bất phương trình trừ x cộng 2y trừ 4 nhỏ 0 là nửa mặt phẳng không kể ME có chứa góc tọa độ O, tức là miền không gạch chéo trong bên hay miền ngọc trắng này. Các bạn quan sát vào đây sẽ thấy nhá. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 2, trang 39, toán lớp 10, tập 1, có đề bài như sau. Biểu diễn biên nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ OXY. Chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết bài toán này như sau. Như vậy, để biểu diễn biên nghiệm của một hệ bất phương trình một nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ OXY, ta thực hiện hai bước như sau. Đầu tiên, trên mặt phẳng đó, trên cùng một mặt phẳng tọa độ, ta biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình, miền nghiệm của mỗi bất phương trình của hệ. Sau đó ta tìm phần giao của các miền nghiệm và chính và cái phần giao này chính là miền nghiệm của hệ bất phương trình. Chúng ta cùng đi giải quyết bài tập số 2 này như sau. Đầu tiên, ta sẽ biểu diễn biên nghiệm của từng bất phương trình trong hệ. Vẽ đường thẳng A có phương trình là trừ x trừ 2y bằng 0. Nó sẽ đi qua hai điểm A có tọa độ 0, 0 và điểm O có tọa độ 0, 0 và điểm A có tọa độ là 21. Xét điểm B có tọa độ 0,1, ta thấy là điểm B không thuộc vào A và 0 nhân trừ 2 nhân 1, 0 trừ đi 2 nhân 1 bằng âm 2 nhỏ hơn 0. Do đó là điểm 0,1 này không phải là điểm của bất phương trình x trừ 2y lớn hơn 0. Chúng ta sẽ quan sát vào hình sau đây nhé. Vậy cái miền nghiệm của mỗi bất phương trình hoặc của bất phương trình x trừ 2y lớn 0 là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng A không kể bờ A và không chứa điểm B có tọa độ 0,1. Chúng ta sẽ quan sát hình sau đây. Chúng ta cùng quan sát nhé. Cái đường nét đứt này là đường thẳng A này, chúng ta vừa biểu diễn này, là cái phần miền nghiệm không chứa điểm B này. Không chứa điểm B là cái phần bên dưới này, tức là cái phần bên dưới này. Đó, đó chính là miền nghiệm của bất phương trình đầu tiên. Tiếp theo, ta vẽ đường thẳng B có phương trình là x cộng 3y bằng 3. Ta sẽ đi qua hai điểm B có tọa độ là 0,1. Điểm B có tọa độ là 0,1. Điểm C có tọa độ là 3,0. Xét điểm O có tọa độ 0,0. Ta thấy là điểm O này không thuộc vào đường thẳng B.
Và sau khi thay tọa độ điểm O bằng bất phương trình thì ta thu được là 0, 0 thì nhỏ hơn 3. Do đó là điểm O này là nghiệm của bất phương trình x cộng 3y nhỏ hơn 3, tức là cái phần bên dưới này chứa điểm O. Chúng ta tiếp tục này. Vậy cái miền mà không gạch chéo, không bao gồm các đường thẳng A và B là phần giao miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ và cũng là phần biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình. Đó chính là cái phần màu trắng đây này, đó chính là phần giao của hai bất phương trình và cũng là miền nghiệm biểu là phần biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình. Chúng ta cùng quan sát vào đây giúp thầy nhé. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 3. Trang 39, toán lớp 10 tập 1 có đề bài như sau. Một công ty dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Các sản phẩm này được chế tạo từ 3 loại nguyên liệu 1, 2, 3. Số kg dự trữ từng loại nguyên liệu và số kg từng loại cần dùng để sản xuất 1 kg sản phẩm được cho bởi bảng sau. Bảng nguyên liệu, loại nguyên liệu 1, số kg nguyên liệu dự trữ là 8. Số kg nguyên liệu cần dùng để sản xuất 1 kg sản phẩm loại A là 2, còn loại B là 1. 2. Số nguyên liệu loại 2. Số kg nguyên liệu dự trữ là 24. Số kg nguyên liệu cần dùng để sản xuất 1 kg sản phẩm loại A là 4. 1 kg loại B cũng là 4. Loại nguyên liệu B 3 thì số kg nguyên liệu dự trữ là 8. Số kg nguyên liệu cần dùng để sản xuất 1 kg loại A sản phẩm loại A là 1, còn 1 kg sản phẩm loại B tức là 2 và bằng 2. Công ty đó nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để tiền lãi thu về lớn nhất? Biết rằng mỗi kg sản phẩm loại A lãi 30 triệu đồng, mỗi sản phẩm loại B lãi 50 triệu đồng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết bài tập này như sau. Gọi x có đơn vị là kg là khối lượng sản phẩm loại A. Y có đơn vị là kg là khối lượng sản phẩm loại B mà công ty cần sản xuất. Hiển nhiên, x phải lớn hơn bằng 0 và y phải lớn hơn bằng 0. Số nguyên liệu loại 1 cần dùng để sản xuất x kg sản phẩm loại A là 2x đơn vị kg. Số nguyên liệu loại 1 cần dùng để sản xuất y gam sản phẩm loại B là y kg. Tổng nguyên liệu loại 1 cần dùng là 2x cộng y đơn vị kg. Mặt khác thì số nguyên liệu dự trữ loại 1 là 8 kg. Nên ta có bất phương trình là 2x cộng y nhỏ bằng 8. Tương tự số nguyên liệu loại 2 cần dùng để sản xuất x kg sản phẩm loại A là 4x kg. Nguyên liệu loại 2 cần dùng để sản xuất y kg sản phẩm loại B là 4y kg. Tổng nguyên liệu loại 2 cần dùng là 4x cộng 4y đơn vị kg. Số nguyên liệu dự trữ loại 2 là 24 kg. Nên ta có bất phương trình 4x cộng 4y nhỏ hơn bằng 24, hay là x cộng y sẽ nhỏ hơn bằng 6. Số nguyên liệu loại 3 cần dùng để sản xuất x kg sản phẩm loại A là x kg. Số nguyên liệu loại 3 cần dùng để sản xuất là y kg sản phẩm loại B là 2y kg. Tổng nguyên liệu loại 2 và loại 3 cần dùng là x cộng 2y đơn vị kg. Số nguyên liệu dự trữ loại 3 là 8 kg. Nên ta có bất phương trình x cộng 2y nhỏ hơn bằng 8. Vậy ta có hệ bất phương trình là toàn bộ các bất phương trình thu được ở bên trên, tức là hệ này gồm 5 phương trình, 5 bất phương trình.
Bất phương trình đầu tiên, x lớn hơn bằng 0. Bất phương trình thứ hai, y lớn hơn bằng 0. Bất phương trình thứ ba, 2x cộng y nhỏ hơn bằng 8. Bất phương trình thứ tư, x cộng y nhỏ hơn bằng 6. Bất phương trình cuối cùng, x cộng 2y nhỏ hơn bằng 8. Bây giờ, chúng ta sẽ biểu diễn biên nghiệm của hệ này trên mặt phẳng tọa độ OXY và ta thu được hình sau. Ở đây, thầy sẽ không đi biểu diễn, thầy biểu diễn toàn bộ tất cả các phương trình trên mặt phẳng OXY luôn, và thầy sẽ không viết chi tiết cụ thể để làm sao để tìm được biên nghiệm hay là biên biểu diễn của từng bất phương trình nhé. Chúng ta thấy là biên nghiệm của hệ là cái biên tứ giác OABC bao gồm các cạnh với các đỉnh O có tọa độ 0,0 này, điểm A có tọa độ là 0,4, điểm B có tọa độ là 8/3, điểm C có tọa độ là 4,0. Như vậy, làm sao để tìm được hay là để tìm được số sản phẩm cần sản xuất ra mà lái thu về nhất thì chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau. Đầu tiên ta sẽ giải đầu tiên ta sẽ đặt xy cho ẩn cần tìm đấy chính là bước 1. Bước 2 lập hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc bước 3 xác định tọa độ đỉnh của miền đa giác biểu diễn biên nghiệm của hệ bất phương trình. Bước 4 tính giá trị của biểu thức f bằng ax cộng bi tại các đỉnh của đa giác để từ đó tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất. Và bước cuối cùng, bước 5 là kết luận. Kết luận để làm sao cho phù hợp với yêu cầu phỏng vấn. Như vậy thì đây là 5 bước. Chúng ta đã đi được các bước 1, 2, và đã xác định được các đỉnh của các miền đa giác. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính giá trị tại các đỉnh, sau đó kết luận dựa vào yêu cầu bài toán như sau. Gọi F là số lái thu được, đơn vị là triệu đồng. Ta có tiền lái thu được từ X, kg sản phẩm loại A là 30 nhân X, triệu đơn vị là triệu đồng. Tiền lái mà thu được từ y kg sản phẩm loại B là 50y, đơn vị triệu đồng. Khi đó F sẽ bằng 30x cộng 50y. Tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác OABC. Tại điểm O, ta thu được F bằng 0. Tại điểm A, có tọa độ 0,4, ta thu được F bằng 200. Tại điểm B có tọa độ là 8/3, ta thu được F bằng xấp xỉ 213. Chúng ta thấy rằng F đạt giá trị lớn nhất bằng 213.
Tại điểm B có tọa độ 8/3, 8/3. Vậy ta kết luận như sau. Vậy công ty nên sản xuất 8/3 kg sản phẩm loại A và 8/3 kg sản phẩm B để thu về tiền lãi là lớn nhất. Như vậy, bài số 3 cũng là bài mà chúng ta đã nêu được 5 bước để giải quyết về bài toán tìm số tiền lãi lớn nhất hay là tìm điểm ở cái điểm cực trị cộng BI trên một miền đa dạng. Chúng ta sẽ sử dụng các bước này để đi giải quyết bài tập số 4, số 5 và số 6. Chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4. Có đề bài như sau. Một công ty cần mua các tủ đựng hồ sơ. Có hai loại tủ. Tủ loại A chiếm 3 mét vuông sạc. Loại này thì có sức chứa là 12 mét khối. Có giá là 7,5 triệu đồng. Tủ loại B thì chiếm 6 mét vuông sạc. Loại này có sức chứa là 18 mét khối và có giá là 5 triệu đồng. Cho biết công ty chỉ thu xếp được nhiều nhất là 60 mét khối. Xin lỗi, 60 mét vuông mặt bằng cho chỗ đựng hồ sơ và ngân sách mua tủ không quá 60 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch mua sắm để công ty có thể được thể tích được hồ sơ là lớn nhất. Chúng ta sẽ đi giải quyết bài toán này như sau. Gọi x có đơn vị là chiếc là số tủ loại A, y có đơn vị là chiếc là số tủ loại B và công ty cần phải mua. Hiển nhiên x sẽ lớn hơn bằng 0, y cũng lớn hơn bằng 0. Khi đó x chiếc tủ loại A chiếm 3 nhân x mét vuông sàn, y chiếc tủ loại B chiếm 6 nhân y mét vuông sàn. Tổng mặt bằng hai loại tủ chiếm 3x cộng 6y, đơn vị là mét vuông. Do công ty chỉ thu xếp được 60 mét vuông mặt bằng cho chỗ đựng hồ sơ nên ta có bất phương trình 3x cộng 6y nhỏ hơn bằng 60 tương hay là x này cộng với 2y nhỏ hơn bằng 20. Số tiền cần dùng để mua x chiếc tủ loại A là 7,5 triệu đồng. Mua y chiếc tủ loại B cần tốn số tiền là 5y triệu đồng. Tổng số tiền dùng mua hai loại tủ trên là 7,5x cộng 5y đơn vị triệu đồng. Do ngân sách mua tủ không quá 60 triệu nên ta có bất phương trình 7,5x cộng 5y nhỏ hơn bằng 60 hay 1,5 nhân x cộng y nhỏ hơn bằng 12. Vậy ta có hệ bất phương trình sau. Bất phương trình đầu tiên, x lớn hơn 0, lớn hơn bằng 0, y lớn hơn bằng 0, x cộng 2y nhỏ hơn bằng 20, 1,5x cộng y nhỏ hơn bằng 12. Biểu diễn biên nghiệm của hệ này trên mặt phẳng tọa độ OX thì ta có hình sau đây. Đây chính là hình biểu diễn biên nghiệm của hệ bất phương trình mà chúng ta vừa lập được. Như vậy chúng ta cùng quan sát vào hình này. Cái phần giao của hệ phần giao của các bất phương trình hay là phần biểu diễn biên nghiệm của hệ bất phương trình, tức là cái phần màu trắng này. Biên nghiệm của hệ là miền tứ giác OABC bao gồm tất cả các cạnh. Các đỉnh, đỉnh O có tọa độ 0,0, đỉnh A có tọa độ là 0,10, đỉnh B có tọa độ là 2,9, đỉnh C có tọa độ là 8,0. Như vậy, gọi F là thể tích đựng hồ sơ của công ty. Ta có x trong tủ loại A sẽ có sức chứa là 12 nhân x
đơn vị là mét khối. Y trước tủ lạnh B có sức chứa là 18 nhân Y, đơn vị mét khối. Tổng sức chứa của hai loại tủ này là 12X cộng với 18Y, đơn vị mét khối. Do đó, F bằng 12X cộng 18Y. Tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác OABC. Tại điểm O có tọa độ 0,0, ta thu được F bằng 0. Tại điểm A có tọa độ 0,10, ta thu được F bằng 180. Tại điểm B có tọa độ 2,9, ta thu được F bằng 186. Tại điểm C có tọa độ 8,0, ta thu được F bằng 96. F là giá trị lớn nhất là 186. Tại điểm B có tọa độ 2,9. Vậy, ta kết luận như sau. Để công ty có được thể tích đựng hồ sơ lớn nhất, thì công ty cần mua 2 tủ loại A và 9 tủ loại B. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 5, trang 39, toán lớp 10 tập 1, có đề bài như sau. Một nông trại thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây. Chủ nông trại muốn làm các hũ tương, cà để bán. Biết rằng để làm ra một hũ tương cà thì một hũ tương cà loại A thì cần 10 kg cà chua cùng với 1 kg hành tây, và khi bán thì lái được 200.000 đồng. Còn để làm ra được một hũ tương cà loại B cần 5 kg cà chua cùng với 0,25 kg hành tây, khi bán thì lái được 150.000 đồng. Thăm dò thị hiếu của khách hàng cho thấy cần phải làm số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần. Số hũ tương loại B. Hãy giúp chủ nông trại lập kế hoạch làm tương cà để có được nhiều tiền lãi nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết bài toán này như sau. Gọi X có đơn vị là hũ là số hũ tương cà loại A. Y có đơn vị là hũ là số hũ tương cà loại B. Hiển nhiên ta có là X lớn hơn bằng 0, Y lớn hơn bằng 0 và X thuộc vào tập số tự nhiên. Để làm X hũ tương cà loại A thì cần 10 nhân X kg cà chua và X kg hành tây. Để làm Y hũ tương cà loại B cần 5 nhân Y kg cà chua và 0,25 nhân Y đơn vị kg hành tây. Như vậy, khi đó thì tổng khối lượng cà chua cần dùng là 10X cộng 5Y đơn vị kg. Tổng khối lượng hành tây cần dùng là X cộng với 0,25Y đơn vị kg. Do nông trại chỉ thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây, nên ta có các bất phương trình sau. 10X cộng 5Y nhỏ hơn bằng 180, hay 2X cộng Y nhỏ hơn bằng 36, và X cộng 0,25Y nhỏ hơn bằng 15. Mặt khác thì số hũ tương loại A ít nhất gấp 3,5 lần số hũ tương loại B, nên ta có bất phương trình X lớn hơn bằng 3,5Y. Vậy ta có hệ bất phương trình sau. Hệ bất phương trình này có 5 bất phương trình. Bất phương trình đầu tiên, X lớn hơn bằng 0. Bất phương trình thứ hai, Y lớn hơn bằng 0. Bất phương trình thứ ba, 2X cộng Y nhỏ hơn bằng 36. Bất phương trình thứ tư, X cộng 0,25Y nhỏ hơn bằng 15. Và bất phương trình cuối cùng, X lớn hơn bằng 3,5Y. Chúng ta sẽ đi biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ OXY. Ta có hình vẽ sau đây. Đây chính là hình vẽ biểu diễn
biên nghiệm của hệ bất phương trình. Và cái phần giao của các bất phương trình chính là cái phần màu trắng này, cái phần tam giác OAP. Vậy biên nghiệm của hệ là miền tam giác OAP bao gồm các cạnh với các đỉnh O có tọa độ là 0,0, đỉnh A có tọa độ là 14,4, đỉnh B có tọa độ 15,0. Như vậy, gọi F là số tiền lãi đơn vị nghìn đồng. Số tiền lãi mà thu được từ x bụi thường cả loại A là 200x đơn vị nghìn đồng. Số tiền lãi mà thu được từ y hữu tương cả loại B là 150y đơn vị nghìn đồng. Tổng số tiền lãi là 200x cộng 150y đơn vị nghìn đồng, tức F bằng 200x cộng 150y. Tính giá trị của F tại các đỉnh của tam giác OAB. Tại điểm O có tọa độ 0,0, ta thu được F bằng 0. Tại điểm A có tọa độ 14,4 thì ta thu được F bằng 3,400. Tại điểm B có tọa độ 15,0, ta thu được F bằng 3,000. F đạt giá trị lớn nhất là 3,400 tại điểm A có tọa độ 14,4. Vậy ta kết luận như sau: để nông trại có nhiều tiền lãi nhất thì nông trại phải sản xuất 14 hú loại A và 4 loại B. Chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 6, trang 39, toán lớp 10 tập 1, có đề bài như sau. Một xưởng sản xuất hai máy đặc chủng A và B, sản xuất hai loại sản phẩm X và Y. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm X, cần dùng máy A trong 6 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại Y thì cần dùng máy A trong 2 giờ và dùng máy B trong 2 giờ. Cho biết là mỗi máy không thể sản xuất đồng thời hai loại sản phẩm. Không thể nhá. Máy A thì làm việc không quá 12 giờ một ngày. Máy B làm việc không quá 8 giờ một ngày. 1 tấn sản phẩm X thì lãi 10 triệu đồng. Và 1 tấn sản phẩm Y lãi 8 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch để sản xuất mỗi ngày mà sao cho tổng số tiền lãi cao nhất. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết bài toán này như sau. Đã tấn là khối lượng sản phẩm X mà xưởng sản xuất ra trong một ngày. Y đơn vị đa tấn là khối lượng sản phẩm Y mà xưởng sản xuất ra trong một ngày. Hiển nhiên X sẽ phải lớn hơn bằng 0 và Y phải lớn hơn bằng 0. Để sản xuất X tấn sản phẩm X, cần dùng máy A trong 6 nhân X đơn vị giờ. Để sản xuất Y tấn sản phẩm Y thì cần dùng máy A trong 2 giờ, tức là 2 nhân y đơn vị là giờ. Tổng số giờ dùng máy A trong một ngày là 6x cộng 2y đơn vị giờ. Do máy A làm việc không quá 12 giờ trên một ngày nên ta có bất phương trình 6x cộng 2y nhỏ hơn hoặc bằng 12. Chia cả hai vế cho 2 thì ta thu được là 3x cộng y nhỏ hơn bằng 6. Để sản xuất x tấn sản phẩm X cần dùng máy B trong 2x giờ. Để sản xuất y tấn sản phẩm Y, cần dùng máy B trong 2y giờ. Tổng số giờ dùng máy B trong một ngày là 2x cộng 2y, đơn vị là giờ. Do máy B làm việc không quá 8 giờ trên một ngày, nên ta có bất phương trình 2x cộng 2y nhỏ hơn bằng 8. Chia cả hai vế cho 2 thì ta sẽ thu được là x cộng y nhỏ hơn bằng 4. Vậy ta sẽ có hệ bất phương trình sau. X lớn hơn bằng 0, y lớn hơn bằng 0, 3x cộng y nhỏ hơn bằng 6, x cộng y nhỏ hơn hoặc bằng 4. Tiếp theo, ta biểu diễn biên nghiệm của hệ trên mặt phẳng tọa độ OXY, ta thu được hình sau. Đây, hình bên trái này, chính là biểu diễn biên nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng OXY. Và phần màu trắng là phần giao của các bất phương trình hay
phần biểu diễn miền nghiệm của hệ là tứ giác O A C B. Vậy miền nghiệm của hệ là miền tứ giác O A D C, bao gồm các cạnh với các đỉnh O có tọa độ là 0,0, đỉnh A có tọa độ 2,0, đỉnh B có tọa độ là đỉnh C, đỉnh C có tọa độ là 1,3, đỉnh B có tọa độ là 0,4. Gọi F có đơn vị là triệu đồng là số lãi mà ta thu được. Với x tấn sản phẩm x thì số tiền lãi là 10 nhân x đơn vị triệu đồng, y tấn sản phẩm y tiền lãi là 8 y đơn vị triệu đồng, tổng số tiền lãi là 10x cộng 8 y đơn vị triệu đồng. Sau đó F bằng 10x cộng 8 y. Sau khi lập được hàm F bằng 10x cộng 8 y, ta tính giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác O, A, B, C. Tại điểm O có tọa độ là 0,0, ta tính được F bằng 0. Tại điểm A có tọa độ 2,0, ta tính được F bằng 20. Tại điểm C, các bạn sửa thì thấy đây là điểm C có tọa độ là 3, thì ta tính được F bằng 34. Tại điểm B, các bạn sửa thì thấy đây là điểm B có tọa độ 0,4, ta tính được F bằng 32. Chúng ta thấy rằng F đạt giá trị lớn nhất bằng 34. Tại điểm C có tọa độ là 1,3. Vậy chúng ta sẽ kết luận như sau. Để tổng số tiền lãi cao nhất thì xưởng phải sản xuất 1 tấn sản phẩm loại X và 3 tấn sản phẩm loại Y. Và đây cũng là bài toán cuối cùng kết thúc cho bài tập cuối chương 2 nhằm củng cố lại toàn bộ kiến thức cho các bạn về nội dung bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.